Ngọc Trân nè. Dạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính lãnh lễ với sư, con kính lãnh lễ với cô tu nữ. Xin chào quý học viên, con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charupe ririsi karata te chantale ke vimane di bera te chagame taruvana gahane ge hawantum hike te fumma chayantu dewa chalatala visame yakaganta panaga titanta santike yang muniwara wacanang sathavo me sunantu dhamma savanakalo ayam phadanta dhamma savanakalo ayam phadanta dhamma savanakalo ayam phadanta. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, tutiyambi buddhang saranang gacchami, tutiyambi dhammang saranang gacchami, tutiyambi sanghang saranang gacchami, tatiyambi buddhang saranang gacchami, tatiyambi dhammang saranang gacchami, tatiyambi sanghang saranang gacchami. Iti biso bhagava arahang sammasambuddho viccacarana sambandho sugato lokavidu anuttaro purisadhamma sarathi sattha deva manussanang Buddho bhagavati nāthi me saranang anyang Buddho me saranang varang Ete na sācha vācche na hontu me jaya mangalam Buddha mangge na vande hang bada bangso Varuttamang buddheyo kalito doso Buddho kamatutang mamang Svakato bhagavata dhammo sandhidhiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatang veditapo vinyuhiti nathi me saranang anyang dhammo me saranang varang etena sacca vacchena hontu me jaya mangalang Buddha mangge na vande hang thammang cha duvi thang varang thamme yo khalito do so thammo khamatu tang mamang Subhatibhanno bhagavato savaka sangho ujubhatibhanno bhagavato savaka sangho nyayabhatibhanno bhagavato savaka sangho samicibhatibhanno bhagavato savaka sangho yadidang chattari purisa yugani attha purisa bhongala eisa bhagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjanikaraneyo anuttarang bunyakhetang lo Lokasatinathi me saranang anyang sangkho me saranang varang etena sacca vacchena hontu me jaya mangalang Buddha mangge na vande hang sanghang cha duvi thottamang sangkheyo khalito doso sangkho khamatu tang mamang Vandami jeti yang sabbang sabbathane subhatithitang saririkathatu mahabodhing buddharubang sakalang sada sambuddhe athavisancha dodasancha sahasake pancha satasahasa ninamami sirasa aham
Đề sang tham mạnh cha sang khánh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vê na hàn tòa sạp bê u ba ta vê a nê ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa to san bu thê bánh cha bánh nha san cha cha tu vê sa ti sa ha sa kê Dasata sahasa ni namami sirasa ahang te sang tham mạnh cha sang khan cha adare na namami hang namakara nufa we na han toa sabbe upata we aneka antara ya piwina san tua se sato samputhe na wutara sate atha jata li sa sahasa ke Vì sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a ha Tê sang tham mạnh cha sang khánh cha a đa rê Na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vê Na hòn tòa sa bê u ba đa vê A nê ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to Sabbe burati maya di saya satta aveda sukhi hondo sabbe burati maya nu di saya satta aveda sukhi hondo sabbe dakina ya di saya satta aveda sukhi hondo sabbe dakina ya nu di saya satta aveda sukhi hondo sabbe paichima Yadi sa ya sa ta awe ra sukhi hondo sa pe paichi ma Yanu di sa ya sa ta awe ra sukhi hondo sa pe utara Yadi sa ya sa ta awe ra sukhi hondo sa pe utara Yanu di sa ya sa ta awe ra sukhi hondo sa pe uparima Yadi sa ya sa ta awe ra sukhi hondo sa pe heti ma Yadi sa ya sa ta awe ra sukhi hondo sa pe sata awe ra hondo sukhi ta hondo nikto ka hondo apya pacha hondo anika hondo dika yuga hondo agoga hondo sampate hisami chanto Sukhi ata nang pariharantu dukha pata janik dukha faya pata janik faya soka pata janik soka hontu sape pipanino Akasatha jafumatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tu chirang rakhan tu sasanang Akasatha jafumatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tu chirang rakhan tu nogaru Akasatha jafumatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tu chirang rakhan tu nyatayo Akasatha jafumatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tu chirang rakhan tu panino Akasatha jafumatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tu chirang rakhang tu sas no sadam Idang watano bunyang asawa kaya wahang hon tu anagate kale Sathu sathu con đã tụng xong Dạ thầy Kinh Tam Bảo đã xong ạ Chúng con kính thỉnh sư cho chân tuệ cầm mít để giảng tiếp bài học cho chúng con Xin kính mời sư ạ Con kính lãnh lễ sư ạ. À, xin chào. Dạ, con kính lãnh lễ sư ạ. Dạ, xin chào. Dạ, con kính lãnh lễ sư ạ. Dạ. Con dạ, kính lãnh kính lãnh lễ. Dạ, xin chào các Phật tử. Nam mô Phật Thầy ạ.
Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Xin chào các Phật tử quý. Hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp bài số 2. Bài số 2 này ở bài phần 2 này là còn. Hôm trước thì chúng ta đã học xong được một cái bản chia. Bài số 2 là bài Sukhya. Ta đã học xong một bản chia danh từ nữ tính, vị nữ y như là Devi. Giờ hôm nay thì chúng ta sẽ học phần phép sử dụng ngữ cách trong tiếng Pali, để mà xem coi sử dụng như thế nào. Thì như ở bài 1 chúng ta đã được học qua, đó là một danh từ thì gồm có 8 cách, tức là gồm chủ cách, đối cách, sử dụng cách, chỉ định cách, xuất xứ cách, sa tu cách, định sa cách, hô cách, tức là từ Pathama, Duttiya, Tatiya, Chatuthi, Panchamayi, Chatthi, Sattami đến Alapana, là 8 cách trong tiếng Pali. Giờ mình xem coi mỗi một cách như vậy được sử dụng ở trong trường hợp nào cái bài học này. Thì trước tiên là nói về chủ cách Pathama Vipatti. Thì chủ cách được sử dụng ở trong một số trường hợp sau. Trường hợp 1, chủ cách dùng để làm chủ từ ở trong câu. Thí dụ như là Rajakumaro Sammanang Pasi, Thái tử Thi Vị Sa Môn. Thì ở đây mình có chữ Rajakumaro là chủ cách, dùng làm chủ từ ở trong câu. Chữ Sammanang ở đây là túc từ, động từ là Pasi, là đã thấy. Rồi trường hợp thứ hai, Yasothara Devi Rajaputang Chayi, hoàng hậu Yasothara đã hạ sinh một hoàng nam. Thì ở đây cái chữ Yasothara Devi, hôm trước mình chia cái bảng Devi đó, thì mình thấy là cái chữ Devi là nó nằm ở chủ cách số ít. Chữ Rajaputang thì ở đuôi cách Chayi là động từ. Thì đây là trường hợp mà chủ cách làm chủ từ ở trong câu, trường hợp 1. Trường hợp thứ hai đó là chủ cách dùng làm bổ túc từ cho những động từ có ý nghĩa là có, trở thành. Ở đây mình có ba động từ. Ba động từ sử dụng ở trong trường hợp này. Ba động từ đó là khô tí. Thư viết cái này lớp có thấy không? Có nhìn thấy thư viết không? Khô tí. Pháp quá tí. Quả thí. Dạ thưa sư, không có sư. Không có hả? Dạ. Đây, khi mà chủ từ có sử dụng ba động từ này, tức là hô tí, pháo hoa tí hay là thí, thì chủ từ sẽ làm bổ túc từ cho động từ. Rồi thí dụ chúng ta xem câu. Ví dụ như là Siddhartha Rajakumaro Putho Huvisati, thì đây là động từ phá hoa tí được chia ở thời vị lai. Thái tử Siddhartha sẽ trở thành Phật. Thì chữ Putho ở đây là chủ cách, nhưng mà nó không làm chủ từ mà nó làm túc từ. Vì mà làm túc từ bổ nghĩa cho động từ. Rồi trường hợp thứ hai đó là Channo Rajakumarasa Sarathi Hoti. Channa là phu xe của thái tử. Thì cái chữ Sarathi ở trong trường hợp này nó cũng là
là chủ từ, là chủ cách, nhưng mà nó làm bộ túc từ cho động từ. Cái câu này nó khác với câu hồi nãy là sao? Câu này nó khác với câu xưa trường hợp số 1 hồi nãy á, trước động từ nó là túc từ chia ở cách 2. Còn cái này thì túc từ là chủ từ được chia ở cách 1. Tức là túc từ là chủ cách. Túc từ là chủ cách. Rồi trường hợp thứ 3 dùng cho những tiếng có cùng vai trò với chủ từ trong câu. Tức là một câu mà có nhiều danh từ được chia ở chủ cách. Thì cái chữ nào chính thì được dùng làm chủ từ, còn các từ còn lại thì nó được sử dụng như là tính từ. Nhưng mà nó đều được chia ở dạng chủ cách. À, có cùng vai trò là chủ từ ở trong câu. Thí dụ ở đây mình có nè: Arahang Tathagato Sammasambuddho Rajagaha Nagarang Akami. Đức Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác đã đi đến thành Rajagaha. Thì ở đây thì cái chữ Tathagata được sử dụng làm chủ từ chính. Rồi chữ A-la-hăng cũng là chủ cách. Chữ A-la-hăng trong trường hợp này nó cũng là chủ cách ha. Bậc A-la-hán cũng là chủ cách. Rồi Sam-sam-put-thu cũng là chủ cách. Cũng là chủ cách. Tức là có cùng vai trò là chủ từ. Nhưng mà người ta dịch một từ chính rồi các từ còn lại được xem như là tính từ. Nhưng mà đều được chia ở dạng chủ cách. Thứ hai đó là so ra chắc của maro rahulu nama papichisati, hoàng tử tên rahula ấy đã xuất gia. Thì ở đây chữ hoàng tử, hoàng tử được người ta dịch là chữ chính, còn hai từ còn lại nó cũng đóng vai trò như là chủ từ, nó cũng được chia ở chủ cách. Cũng được chia là chủ cách nhưng là vai trò giống như là tính từ. Hoàng tử rahula ấy. Sẽ xuất gia. Đó là trường hợp thứ 3. Trường hợp thứ 3. Như vậy thì có 3 trường hợp. Có 3 trường hợp sử dụng chủ từ. Sử dụng chủ cách. Có 3 trường hợp sử dụng chủ cách. Thứ nhất là dùng chủ cách để làm chủ từ ở trong câu. Thứ hai đó là dùng chủ cách để làm túc từ ở trong câu. Thứ ba đó là dùng chủ cách để sử dụng cho những từ có cùng vai trò là chủ từ ở trong câu mà nó được dịch như là tính từ. Dịch như là tính từ. Đó là 3 trường hợp mà mình sử dụng chủ cách. Rồi cách thứ hai, đối cách, Dutiya Vipatti. Bây giờ chúng ta xem cái đối cách được sử dụng ở trong những trường hợp nào. Trường hợp phổ thông nhất sử dụng chủ cách đó là dùng làm túc từ ở trong câu. Ví dụ như là Bodhisatta Anoma Nadin Kechi, Đức Bồ Tát đã đi đến sông Anoma. Để chữ Anoma Nadin ở trong trường hợp này nó là cái chữ gốc của nó là Anoma Nadi, nó là danh từ nữ tính. Theo bài học mình đã học thì ở đây nó chia Anuma Nadin là ở đối cách. Đối cách tức là cách thứ hai, nó làm túc từ ở trong câu. Hoặc là trường hợp thứ hai, Sithatha Rajakumaro Keseoharitwa Kansawang Niwasitwa Papichitawatang Samadhi. Ở trong câu này thì chúng ta thấy là có đến 3 từ đóng vai trò là túc từ. Nhưng mà cái túc từ chính ở trong câu ở đây đó là Papichitawatang, nó đóng vai trò là túc từ của động từ Samadhi, tức là thọ trì hạnh xuất gia. Hạnh xuất gia Papichitawatang được dựa đối cách.
Rồi bên cạnh đó chúng ta còn thấy nó còn hai có túc từ phụ làm túc từ cho bất biến quá khứ phân tử. Cái chữ kcoha thì toa là xuống tóc hoặc là cạo tóc. Thì chữ kc này nó cũng là cách thứ hai số nhiều. Cách thứ hai số nhiều. Rồi chúng ta còn thấy là ni qua se toa ca sa quan. Chữ ca sa quan này cũng là ở đối cách. Đó là túc từ của ni qua se toa của bất biến quá khứ phân tử. Như vậy trong tiếng Pali á, một câu nó có thể nhiều túc từ. Và túc từ đó nó có thể là túc từ của động từ chính ở trong câu hoặc là của bất biến quá khứ phân tử. Thì đó là trường hợp thứ nhất nói về túc từ. Cách thứ hai dùng làm túc từ ở trong câu. Trường hợp thứ ba đó là dùng với ý nghĩa thời gian và không gian. Thời gian và không gian. Ví dụ thời gian. Mahamaya Devi Satta Hang Rajaputan Chajitwa Kalakata Ahosi. Sau khi hạ sanh Hoàng Nhi được 7 ngày, Hoàng hậu Mahamaya đã băng hà. Thì cái chữ Satta Hang ở đây á, nói về thời gian cũng được chia ở đôi cách. Cũng được chia ở đôi cách. Rồi trường hợp thứ hai đó là Bodhisatto Tinh Sati Yo Chân Năng Mắc Gan Atikami Tua Rajagaha Nagarang Agami. Sau khi vượt qua đoạn đường 30 do tuần, Bồ Tát đã đi đến thành Rajagaha. Thì ở đây nói về không gian. Không gian 30 do tuần khoảng cách. Thì khi mà nó dùng làm ý nghĩa thời gian và không gian á, cái vị trí của nó sẽ đứng khác đi so với vị trí nó làm túc từ. Nếu mà nó làm túc từ á, thì nó sẽ đứng trước động từ. Còn nếu mà túc từ của bất biến quá khứ phân từ á, thì nó sẽ đứng trước bất biến quá khứ phân từ đó. Nhưng mà ý nghĩa thời gian với không gian thì nó đứng ở vị trí khác. Chúng ta thấy ở đây là nó đứng sau chủ từ. Đứng sau chủ từ. Đó là trường hợp thứ hai dùng làm túc từ cho các động từ có tiếp đầu ngữ như là anu, api, upa, ati. Tức là khi động từ có các tiếp đầu ngữ này có các tiếp đầu ngữ này thì cái danh từ mà đóng vai trò là túc từ nó sẽ được ghi ở cách thứ hai. Ví dụ ở đây mình có pancha brahmana bodhisattang anuppappacchinsu. Năm vị bà la môn đã xuất gia theo Đức Bồ Tát. Thì ở trong trường hợp này mình động từ nó có tiếp động ngữ, cái động từ papacchinsu là tiếp động ngữ là anup. Nên túc từ của nó là chia ở cách thứ hai. Sở dĩ nó có túc từ ở cách thứ hai hoặc là ở những trường hợp cách khác đó, là nó phụ thuộc vào động từ, phụ thuộc vào một số động từ. Giống hồi nãy mình ở phần cách số 1 hồi nãy, khi mà xuất hiện ba động từ ắt thí, hô tí, pháo tí thì túc từ của nó là chủ từ. Còn ở trong trường hợp này thì khi mà có các tiếp động ngữ này thì túc từ nó lại là cách thứ hai, được chia cách thứ hai. Một số trường hợp túc từ được chia cách thứ năm. Thì đến phần cách thứ năm mình sẽ học phần đó. Rồi câu 2, Devata Tathagatang Upasangamitoa Tăng Quanh Đi. Thì ở đây mình có chữ Upasangamitoa, nó là bất biến quá khứ phân từ, nó có tiếp đầu ngữ là upa, nên nó có tiếp đầu ngữ, cái danh từ của nó được chia cách thứ hai, tức là túc từ được chia cách thứ hai. Sau khi đến gần Đức Như Lai, vị thiên đã đảnh lễ ngài. Thì đó là túc từ. Cách thứ hai dùng làm túc từ đối với một số động từ có tiếp đồng ngữ như là anu, amphi, upa và pati.
Rồi trường hợp thứ tư, dùng thay thế vai trò diễn đạt ý nghĩa, sử dụng cách, chỉ định cách và định sở cách. Tức là nó là cách thứ hai, nhưng mà nó dùng thay thế cho cách thứ ba, dùng thay thế cho cách thứ tư, dùng thay thế cho cách thứ bảy. À, thí dụ như là thay thế cho cách thứ ba, sử dụng cách Rajakumarang Channasarathing Salapi, thái tử đã trò chuyện với Puse Channas. Thì ở đây mình thấy là thật ra cái chữ với là cách thứ ba. À, hôm trước mình học cái bài số 1 đó, mình có trong cái quyển 1 đó, tức là khi mà cách thứ ba thì mình sẽ dịch là do, bởi, với hoặc là bằng. Nhưng mà ở trong trường hợp này chúng ta thấy nó là cách thứ hai, nhưng người ta vẫn dự dịch nó là với. À, vì cách thứ hai ở trong trường hợp này nó xài thay thế cho cách thứ ba. À, xài thay thế cho cách thứ ba. Rồi thay thế cho cách thứ tư. Thí dụ như là Upama Mang Patipati, thí dụ làm sáng tỏ cho tôi. Thì cách thứ tư dịch là cho đến hoặc là để. Nhưng mà cái chữ mang ở đây nó là cách thứ hai, nhưng mà người ta vẫn dịch nó là cho. À, thí dụ làm sáng tỏ cho tôi. Rồi thứ ba đó là thay thế cho định sở cách. Thí dụ như là Ekang Samayang Pakawa Sawatiyang Viharati. Cái câu này chúng ta gặp thường xuyên ở trong các bản kinh Mali. Một thời nọ, Đức Thế Tôn ngự tại thành Sawatthi. Thì ở đây chữ Ekang Samayang nó được chia ở đối cách, nhưng mà nó dùng như là định sở cách. Dùng như định sở cách nói về thời gian. À, thì đó là cách sử dụng của phương thức sử dụng của cách thứ hai. Vì cách thứ hai mình có sử dụng trong 4 trường hợp. Thứ nhất là dùng làm túc từ ở trong câu. Thứ hai là khi mà cần nói về thời gian và không gian, người ta cũng có thể chia nó ở cách thứ hai được. Thứ ba thì dùng làm túc từ cho các động từ là anu, api, apa, là pati. Thứ tư là dùng thay thế cho ba cách, là dùng thay thế cho sử dụng cách, dùng thay thế cho định sở cách, chỉ định cách và dùng thay thế cho định sở cách. À, đó là cách thứ hai. Bây giờ cách thứ ba là sử dụng cách. Sử dụng cách thì phổ thông nó là dùng trong ý nghĩa phương tiện cho hành động. Thì hôm trước mình học cái bài số 1, khi mình dịch cách thứ ba thì mình sẽ dịch nó là gì? Là bằng, hay là do, bởi, với, bằng. Yeah. Thì thường nói phương tiện thì thường người dịch là bằng. Yeah. Ví dụ ở đây mình có cái câu thí dụ là Sipatha ra chắc kumaro kanthaka sewa anumana din angami. Thì ở đây mình có cách kanthaka kanthaka sa kanthaka sena kanthaka sena là cách thứ ba, e nát dùng cách thứ ba. Thì ở đây dịch gì? Thái tử dùng ngựa kiền trắc đi đến sông Noma, hoặc là mình có thể dịch theo tuần tự nó, đó là thái tử đi đến sông Noma bằng con ngựa kiền trắc, tức là bằng cái phương tiện gì đó. À, ở đây thì người ta dịch thoáng nó thấy đổi nó vị trí một tí. Thái tử Siddhartha dùng ngựa kiền trắc đi đến sông Anuma, thay vì dịch bằng thì người ta dịch nó là dùng.
Rồi câu thứ hai đó là bây giờ quý chú chắc cá du ghê má vi hà rằng và dìm hà chúng tôi đi đến tỉnh xá bằng xe gắn máy. À, thì ở đây cũng là phương tiện. À, dùng là phương tiện. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Cái ý nghĩa trong cách sử dụng thứ hai đó là dùng để diễn đạt ý nghĩa nguyên do, tức là nói về lý do. À, thí dụ như là rút khê qua tê ná cầm một tí, cây lay động bởi gió. À, hoặc là phô thí sát tô chăn nê ná pháp bá chá giá ni dí, Bồ Tát được xuất gia bởi chăn ná. Bồ Tát được đưa đi xuất gia bởi chăn ná. À, bởi chăn ná. Thì ở đây khi mà diễn đạt về ý nghĩa nguyên do thì người ta thường dịch nó là do hoặc là bởi. À, cái do bởi là dịch ở trong trường hợp này. Rồi trường hợp thứ ba thì dùng để diễn đạt về khoảng thời gian. Khoảng thời gian nó giống cách thứ hai. Vậy khi mà nói đến khoảng thời gian á, mình có thể sử dụng ở cách 1, cách 2 hoặc là cách 3. Ví dụ như là ở đây người ta sử dụng đó là tê ná, sa ma dê ná, ta tha ca tô ra cha ca ha na ca rê, vi ha ra tí. Vào thời ấy, Đức Như Lai ngự tại thành ra cha ca ha. Thì cái chữ vào ở đây dịch theo cách thứ 7. Trên trong thầy ở hoặc là vào. Là dịch theo cách thứ 7. Xin lỗi. Cách thứ 3. Cách thứ 3. Rồi thứ 2 đó là chăn nô tây hí đi qua xê hí nực thí xa tí. Cuộc lễ đã kết thúc sau 3 ngày. Cuộc lễ đã kết thúc sau 3 ngày. Thì ở đây cũng lại chỉ thời gian người ta sử dụng nó là cái cách thứ 3. Thì thay vì sử dụng ở cách thứ 3 là sao? Mình cũng có thể sử dụng nó ở cách thứ 2 giống như lúc nãy. Tức là nói về thời gian thì có thể sử dụng được hai trường hợp. Rồi thứ 4 đó là dùng để diễn đạt ý nghĩa liên hệ hay hòa lẫn. Liên hệ hay hòa lẫn. Thí dụ ở đây người ta cho câu thí dụ này: tê khi rô đánh á xúc khá ra đi hí mi xê toa tà ní phi bình xú. Sau khi pha nước bột gạo với đường họ đã uống. Để đây dùng trong ý nghĩa mà hòa lẫn. Tức là pha nước bột gạo. Và nước bột gạo khi rô đánh nát với đường xúc khá ra đi ý với đường vân vân. Kể ở đây người ta cũng sử dụng nó cách thứ 3. Cách thứ 3. Rồi trường hợp thứ ví dụ 2 Samana đi quá xí căng xê đi hí bú chá mà nề hí phần đà bình đài giá trả ra tí. Hằng ngày các vị sa môn đi cất thực với mồ hôi nhỏ giọt thì cũng được sử dụng ở cách thứ 3. Trường hợp thứ 5 là dùng thay thế vai trò diễn đạt ý nghĩa của đối cách, xuất xứ cách, định sở cách. Tức là cách thứ 3 nó dùng để thay thế cho cách thứ 2, rồi cách thứ 5, rồi cách thứ 7. Dùng thay thế cho cách thứ 2, thí dụ Sê chê rê nú ra chắc cú mà rô ra chăng lắp hê thác Săng bí phá chê thác nô ra chê ná. Thái tử rê nú được vương quốc tất phải chia vương bất cho chúng tôi. Thì ở đây mình có động từ phải chia thá là chia, xong biết phải chia thá là chia,
cái chữ ra chê ná ở đây dịch là buông bắt à, thì, à, chia cái gì đó thay vì ở cách dùng ở cách thứ hai thì sao, ở đây người ta chia cách thứ ba, cách thứ ba, cho nên cách thứ ba trong trường hợp này là dùng thay thế cho cách thứ hai à, cách thứ hai rồi dùng thay thế cho cách thứ năm tức là xuất xứ cách. Ví dụ như là mấy văn tê ná má hà sa mê nê ná sa mút ta á hô sim ha, chúng ta đã được thoát khỏi quỳ đại sa môn ấy, thoát khỏi quỳ đại sa môn ấy. Thì ở đây thì dùng thay thế cho cách thứ năm, đúng ra là thoát khỏi cái gì đó thì người ta thường thường hoặc là sợ cái gì đó thì người ta sẽ dùng, người ta sẽ chia danh từ đó ở cách thứ năm. Ví dụ như là nói tôi sợ con chó thì con chó nó được chia ở cách thứ năm, nhưng mà trong trường hợp này thì người ta chia nó ở cách thứ ba. Thì trong trường hợp như vậy thì cách thứ ba nó được dùng thay thế cho cách thứ năm, tại vì mình cách thứ năm dùng trong cái ý nghĩa là tách rời. À, thì cái chữ thoát khỏi ở đây là trong cái ý nghĩa là tách rời à, nhưng mà người ta vẫn chia nó cách thứ ba à, thì trong những trường hợp như vậy thì mình phải biết nó là nó dùng thay thế à, dùng thay thế. Rồi trường hợp thứ tư nữa đó là trường hợp thứ ba đó là thay thế gia đình sẽ cách, thay thế gia đình sẽ cách. Ví dụ như là tê ná sa mai dê ná phát có qua guru về là dạng viharati, trong thời ấy Đức Thế Tôn trú tại guru về là à, thì ở đây chữ tena samayena nó được chia ở cách thứ ba nhưng mà tại dịch nó là trong, vì nó dùng thay thế cho định sở cách à, trong thời ấy Đức Thế Tôn trú tại guru về là ra, nó là cách thứ ba. Như vậy cách thứ ba thì mình có mấy trường hợp? Cách thứ ba mình có đến 5 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là dùng trong ý nghĩa phương tiện, dịch là với hoặc là bằng. Trường hợp thứ hai là dùng ý nghĩa nguyên nhân, dịch là do hay là bởi. Trường hợp thứ ba thì dùng cho khoảng thời gian, thường khoảng thời gian này người ta dịch là dùng thay thế cho định sở cách à, giống cái thí dụ này nó giống thí dụ ở dưới lúc nãy. Thường nói về khoảng thời gian thì thường nó dùng thay thế cho định sở cách, nên này sẽ dùng là trong hoặc là vào gì đó à. Trường hợp thứ tư là dùng để diễn đạt ý nghĩa liên hệ hay hòa lẫn à, liên hệ hay hòa lẫn. Trường hợp thứ năm thì dùng thay thế vai trò diễn đạt ý nghĩa của đối cách, xuất xứ cách và định sở cách, tức là thay thế cho ba cách à, thì à, đó là sử dụng cách. Bây giờ chỉ định cách. Chỉ định cách thì thứ nhất là làm dùng làm túc từ gián tiếp cho động từ. Ở đây chúng ta để ý đó là ở trong Pali thì mình có hai dạng túc từ, một là túc từ trực tiếp, hai là túc từ gián tiếp à, thì túc từ gián tiếp thường nó được chia ở cách thứ tư là ở chỉ định cách. Ví dụ ở đây chúng ta có cái câu là khatikara brahma putisatta sat athak parikharani tadi phạm thiên khatikara đại dân tám món vật dụng đến Đức Bồ Tát. Thì ở đây cái chữ parikharani, attha parikharani là nó túc từ trực tiếp chia ở cách thứ tư à, cách thứ hai. Còn bodhisattva sát đến Đức Bồ Tát ở đây đó là túc từ gián tiếp à, được chia ở cách thứ tư. Hoặc là ví dụ hai kupalo rajakumara sarajang niyadesi, Đức vua đã nhường ngôi cho thái tử. Thì cái chữ rách chăng ở đây là túc từ trực tiếp, trước túc từ trực tiếp đó là túc từ gián tiếp
Araya Kumarasa. Đó là trường hợp 1. Trường hợp 2 là dùng để nói lên mục đích hay nhu cầu. Mục đích hay nhu cầu. Thí dụ như là Mayang Thammasa Savanasa Aramang Pawisama. Chúng tôi vào chùa để nghe pháp. Thì anh này nó nói về mục đích. Đi chùa để làm gì đó, đi đến đâu để làm gì đó, thì người ta sẽ sử dụng trong cái ý nghĩa mục đích hay là cái nhu cầu, sử dụng ở cách thứ tư. Ví dụ hai thì Bodhisattva Sacca Dhammasa Esanaya Papajitung Nikkhami. Đức Bồ Tát ra đi xuất gia để tìm cầu chân lý. Thì ở đây xuất gia rồi để làm gì đó, thì nếu mà dùng trong mục đích hay là nhu cầu thường dịch nó là để. Để dùng làm tục từ gián tiếp thì dịch là cho hoặc là đến, nhưng mà dùng làm nhu cầu thường là dịch là để. Dịch là để. Trường hợp thứ ba đó là dùng làm tục từ cho danh động từ. Tục từ cho danh động từ, cái này nó rất là khó, tức là mình phải biết danh từ đó nó thuộc về danh động từ thì mình nó chia nó ở các thứ tư. Cái này thỉnh thoảng sư vẫn bị sai, lý do nó là mình không nhận ra được cái danh từ đó nó là danh động từ. Nó sẽ có một bài học về danh động từ, sau này chúng ta sẽ học ở trong quyển 3, mình sẽ có cái bài danh động từ. Danh động từ thì sẽ giúp cho mình hiểu rõ thêm. Còn cái này là tạm chấp nhận nó. Tại ở trong từ điển thì cũng chỉ để lại danh từ. Khi mình tra từ điển, tức là cũng chỉ để danh từ nam tính, trung tính, chứ không có để danh động từ. Cho nên cái đó cũng là khó cho mình. Khó cho mình người học. Để mình chia cho nó đúng. Thì nếu mà mình không biết nó là danh động từ thì mình sẽ chia túc từ đó nó là ở cách thứ hai. Còn nếu mà biết nó là danh động từ thì nên chia nó ở cách thứ tư. Ví dụ ở đây mình có Bhikkhu Sangho khô gia quá đi quá si tá xá pati kha tài giá chi vỡ răng pari phun chất tí. Thì cái chữ pati kha tài giá, pati kha ta ở đây đó nó là danh động từ, cho nên túc từ của nó là cách thứ tư. Thì khu tăng sử dụng y chỉ để ngăn ngừa sự lạnh. Hoặc là Pikuno Chivarasa Đa Năng, sự giao y đến vị tỳ khu. Thì ở đây chữ Đa Năng, ở đây chữ Đa Ná nó cũng là danh động từ. Danh động từ. Cho nên túc từ của nó là cái thứ tư. Rồi thứ tư nữa đó là dùng tác động thiên về tâm lý có ý nghĩa thương yêu, kính trọng, khinh khi, ác ý với. Tức là dùng trong ý nghĩa cung kính, tôn trọng thì túc từ cũng được chia ở cách thứ tư. Hoặc là ở đây trong ý nghĩa mà khinh khi thì cũng dùng với cách thứ tư. Giờ ở đây người ta cho mình ví dụ đó, đề qua pi maha kasapasa pi yau pi hai dòng tí, cả những vị trời cũng ái mộ maha kasapa, tức là dùng cái ý nghĩa ở đây nó là quý mến, kính trọng. Ma quá mà nhì tha punya sapa pasapi, chớ khinh điều thiện cũng như điều ác. Thì ở đây là dùng trong ý nghĩa là khinh khi, cho nên người ta cũng chia nó ở cách thứ tư. Rồi trường hợp thứ năm đó là dùng thay thế vai trò và diễn đạt ý nghĩa của đối cách, sử dụng cách và xuất xứ cách. Thứ nhất là dùng thay thế cho đối cách. Thí dụ như là chất tùng năng Ariya Sacca năng Đắc Sanh năng, sự thấy được tứ thánh đế. Sự thấy được tứ thánh đế. Thì ở đây chúng ta thấy là chữ Ariya Sacca năng ở đây đó là cách thứ tư. Nhưng mà nó được dùng như là đối cách.
A được chung như là đối cấp, nó dùng thay thế cho đối cấp. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là thay thế cho sử dụng cách tê quý cha sát các thiền xú, họ đã nói với bác sĩ. Thì cách thứ ba dịch nó là với hay là bằng, nhưng mà ở đây người ta chia nó cách thứ tư, nhưng mà dịch là với à, họ nói với bác sĩ. Rồi thứ trường hợp thứ ba là thay thế cho xúc xúc cắt, ví dụ là sappe tassanti dandassa sappe phayanti macchuno, tất cả chúng sanh đều sợ đòn gậy, tất cả chúng sanh đều sợ chết. Thì ở đây cái chữ đòn gậy thay vì sợ cái gì đó thì người ta sẽ chia nó ở cách thứ năm, nhưng mà ở đây người ta chia cách thứ tư à, để thay thế cho cách thứ năm. Tất cả chúng sanh đều sợ đòn gậy, tất cả chúng sanh đều sợ sự chết. Thì chữ macchuno này cũng vậy, sợ cái gì đó thì cái danh từ đó nó phải được chia ở cách thứ năm à, đúng theo cái công thức của nó, nhưng mà ở đây người ta chia nó ở cách thứ tư vì nó dùng để thay thế à. Như vậy thì ở trong trường hợp chỉ định cách á, mình có năm cái phương pháp sử dụng. Thứ nhất là dùng làm túc từ gián tiếp, dịch là cho hoặc là đến. Thứ hai là dùng làm mục đích hay nhu cầu, thì thường dịch là để. Thứ ba thì là dùng làm túc từ cho danh động từ, thì có thể dịch là cho hoặc là để cũng được. Cho để hoặc là đến, trường hợp thứ ba này dịch sao dịch được rộng hơn, tức là có thể dịch cho đến hoặc là để. Thứ tư đó là dùng tác động, khi mà nó có tác động đến yếu tố tâm lý như là thương yêu kính trọng hay là khinh khi, thì túc từ nó cũng được chia ở cách thứ tư. Ví dụ như là mình nói là tôi cúng dường đến Đức Phật, nếu mình dùng trong ý nghĩa kính tôn trọng thì chữ Đức Phật đó thay vì mình chia ở cách thứ hai thì mình có thể chia ở cách thứ tư. Thì khi mình chia ở cách thứ tư đó thì người ta hiểu đó là cái này là dùng trong ý nghĩa tôn trọng kính trọng à, tức là có yếu tố tâm lý tác động. Rồi trường hợp thứ năm đó là dùng vai trò diễn đạt ý nghĩa của đối cách, sử dụng cách và xuất xứ cách à, tức là dùng thay thế cho ba cách. Thì đây là phần bài số 2 mình học về bốn cách. Bây giờ để xem coi mình có hiểu hay không á, thì các tử mình thử viết một số câu có thể dùng sử dụng chủ từ, sử dụng túc từ, sử dụng cách thứ nhất, sử dụng cách thứ hai, sử dụng cách thứ ba, sử dụng cách thứ tư. Viết thử, mỗi người viết một vài ba câu, viết có thể viết ba từ, bốn từ. Bốn từ là mình sử dụng được cả bốn trường hợp, tức là nếu mình viết được bốn từ thì mình sẽ sử dụng được cách một, chủ cách, đối cách, sử dụng cách và chỉ định cách. Còn viết ba từ thì sử dụng được mấy chủ từ với lại phải năm từ mới được, phải năm từ thì mới sử dụng được bốn cách, tức là một câu viết năm từ thì sử dụng được bốn cách. Nếu mà một câu viết ba từ thì sử dụng được hai cách thôi. Giờ tùy theo khả năng của mỗi một người ha, mình viết được bao nhiêu từ thì mình viết, để mình thực tập cái cách sử dụng tám cách này. Bây giờ mình sẽ có thể viết ở trong phần tin nhắn, cái đó gọi là cái gì à? Rồi người ta sẽ post lại ở trong một trang giấy để xem rồi chỉnh sửa. Anh Khánh có trên lớp học hay không à? Dạ thưa sư, dạ có. Bây giờ anh Khánh mở một trang trắng rồi xem coi các phật tử viết câu nào, mình copy trang đó qua để mình chỉnh sửa.
Dạ dạ. Giờ các tử biết ha, tập biết ha. Giờ sư sẽ dừng chia sẻ ở đây rồi anh Khánh sẽ là cho cả copy cái các câu mà các tử mình biết. Rồi là sư sẽ chỉnh sửa cho. À, mình tập biết sao mà có sử dụng chủ từ, có sử dụng túc từ, rồi có sử dụng sử dụng cách, có sử dụng chỉ định cách. À, tập biết tí. À, nếu mà các tử gì có gì cần hỏi thì cứ hỏi ha. À, mình biết ở trong phần chat á, đúng rồi, biết trong phần chat á. Hôm nay không biết có tập viết chưa, giờ tập viết đi, tập viết để khi mình làm bài tập đầu mình sẽ viết được. Để lát nữa sư sẽ gửi cái file cho anh An Trần nha. Rồi ai biết được mình biết đi. Có thể mình biết một câu 3 từ trước, rồi sau đó mình sẽ biết câu 4 từ, câu 5 từ. Biết trong cái anh Khánh coi mình có câu nào thì mình sẽ copy qua, cho chữ lớn lên tí. Dạ. Đó, thí dụ như câu đó Bodhisattva Anumana Dingachi thì câu đó mình sẽ sử dụng được chủ từ, chủ cách làm chủ từ ở trong câu. Rồi Anumana đi thì là cách thứ hai dùng làm túc từ trực tiếp ở trong câu. À, thí dụ vậy thì mình sử dụng được hai cách rồi đó. Bây giờ biết dài thêm nữa, sử dụng thứ ba cách cho cách thứ ba hoặc là cách thứ tư. Suy nghĩ để biết có được cách thứ ba, cách thứ tư đây. Ví dụ như là mình nói là tôi đi đến chùa để nghe pháp. Ví dụ vậy. Hoặc là người thiện nam đi đến chùa để nghe pháp thì có cách thứ tư rồi, dùng làm mục đích. À, tập viết thử. Như mình tập viết 30 phút rồi chúng ta nghỉ. Rồi vì sao thì mình sửa bài tập. Ai biết được anh Khánh khóc thì à? Dạ, nãy giờ mới có một câu rồi sư. Của An. Của bạn, của Phật tử Nguyễn Minh Tâm, hình như là trùng với câu của An. Tôi đi đến chùa bằng xe ngựa. Mà phải viết Bali. Sao hai người biết giống nhau hả? Nói sao? Dạ hình như là trùng nhau. Trùng nhau rồi, hai câu giống nhau vậy hả? Nhiều câu lắm rồi. Coi từ vựng đó rồi viết. Coi bản từ vựng rồi viết. Dạ thí sư cho con hỏi được không sư? À, hỏi thì hỏi gì? Dạ, con hỏi là con song Anuma đó sư, là tiếng Việt mình viết qua, còn trong tiếng Bali là không cần. Cái gì? Con song Anuma là tiếng Việt đó là mình viết qua, nhưng mà tiếng Bali là không cần viết qua sư. Có cần viết chữ hoa? Bali nó không có xài chữ hoa, tôi viết hoa chứ trong bản Bali nó không có xài chữ hoa, tức là tên riêng gì nó cũng viết thường hết. Dạ. Trong bản Bali chính gốc nó không có xài chữ hoa, viết thường hết. Còn thí dụ con sông viết chữ cái tên con sông là phải viết ghép lại hay là mình viết riêng được không sư? Viết rài cũng được, viết rài cũng được, không viết rài cũng được. Dạ, con cảm ơn sư. Có ai viết không nãy giờ? Hay là đang tìm? Dạ,
Bác sư biết cho đây chờ mất thời gian. Dạ, như mọi người đang chờ tìm tư vấn sư. À, có một câu nữa. Đúng rồi đó. Tathagato thamang pha sơ tí. Mình sử dụng được hai cách. Nãy giờ chưa thấy ai sử dụng được cách thứ ba nha. Tập sử dụng cách thứ ba, cách thứ tư đây. Tại cái này phải có thực tập thì các tử mình mới hiểu được bài rõ. Ai biết được làm hiểu. Còn biết không được là chưa hiểu. Mà mấy cách này quan trọng. Anh học lên học xuống này cuối cùng là phải biết chia cách. Chứ nếu mà không biết chia cách này thì coi như học đi không có kết quả. Còn ai biết nữa không? Ai biết được biết đi. Dạ, có một câu nữa thôi. Parumani Adati. Người Thiện Nam cúng dường hoa sen. Rồi cũng được. Đó, cúng dường hoa sen đến ai đó biết thêm chữ nữa là sử dụng được cách thứ tư rồi. Ví dụ như cúng dường hoa sen đến Chư Tăng, cúng dường hoa sen đến Đức Phật, thêm một chữ nữa là sử dụng được cách thứ tư rồi. Sao sử dụng thêm cách nữa? Ta phân đề khí Okore Vaharanti. Những người con trai đánh con chó bằng cái chân, đá con chó bằng cái chân. À, được cái đó, cái đó cũng được, câu đó cũng được. Dùng chân để đá con chó. Làm sử dụng được cách thứ ba. À, Upasaka Samane Hipha Samti. Người Thiền Nam nói với vì sa môn rút khô qua tên là cầm bánh tí là cách thứ ba. Cái câu Upasaka Samane Hipasati, thường câu đó người ta sử dụng nó cách thứ hai nhiều hơn. Cách thứ hai dùng thay thế cho cách thứ ba, chứ ít có sử dụng cách thứ ba như vậy. Rao Upasaka Samane Hipasati, thường câu đó người ta sử dụng vậy. Nãy giờ chưa thấy ai sử dụng được cách thứ tư. Bạch sư, con đánh không được, con đọc cho các Khánh đánh được không sư? Đọc đi. Các Khánh đánh thế này. Ừ. Á hăng bóc chá năng. Bùi chá dè. A ra măng gách chá lý. Ôi nãy cô bảo đọc gì? Á hăng gì cô? Á hằng bóc cha năng phô phô cha năng phô cha năng à phô cha năng chá 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 chi chi phô chá
Nè. Đây không cô? Dạ. Tập đánh chữ đi chứ sao mà đánh không được. Con đánh không được sư ơi. Bữa nào cô bảo lên con chỉ lại. Dạ. Tập đánh gì được. Cha già. U cha già. Araman gách chá tí. U cha giá. U cha giá. U cha giá. Araman. Araman. Gách cha. Gách cha mí. Là gì đó là gì? Dạ, tôi đến chùa dân vật thực cái sư. Để dân vật thực. Dạ. À, cũng được. Thì ở đây là mình sử dụng được cách cách thứ tư, chữ pu cha giá là cách thứ tư. À. Dạ. Ừ. Còn là pu chân năng với là aramang là hai cái thúc từ. Có ai biết được câu nào nữa không? Không chắc có Thánh. Dạ rồi, có hai câu nữa. Nhưng mà biết sao cái bàn phím chị bên đây đánh không được rồi. Chị đánh không có dấu, sao chị Khánh chỉ hở dấu rồi. Dạ dạ. Câu này hả chị? Ờ. Chữ ăn hăng à, dấu em dấu. Gắt sáng, hình như chữ xăng trên N có. Ờ, N ở trên. Trên. Trên là trên lòng. Ngũ lòng. Nhìn cái hiệu này cô. Cách lòng. Mà để tôi kiếm lại cái hiệu buồn mất cái hiệu này trên. Nào thấy của chị bị lỗi rồi nó không bấm được. Chí và răng. Katina. Kati. Kati. Thì nó chỉ vào rằng pu chê mi như chữ pu ở đây một cái câu là hãng sang khá sát. Chấm khá lên là chấm trên. Rồi giờ con đang tìm mấy chữ tại lâu quá không rõ con quên ký hiệu nó xuống. Control N á hoặc là Control O luôn. Hai cái đó phải lên cái này. À, không quên có bằng phím này lẹ nữa. Cái chữ nào mà anh đánh được cái nào trong dưới là anh thêm một cái ký hiệu nữa, anh nhấn thêm một cái phím nữa là nó sẽ ra. Cho anh với chữ O hai cái đó Thánh. Mày bấm gì nè, không phải trên hai nút luôn. Đó, anh đánh cái gì mà anh ra anh nào trong dưới. Anh đánh gì mà anh ra anh nào trong dưới. Dạ, nó là chữ M chứ N, tại cái bàn phím này khác sao. Ờ, vậy hả? Dạ. Xin chào con một phút. Cái gỡ cái nờ chấm trây nữa Khánh. Dạ dạ. Dạ dạ. Cảm ơn. Cảm ơn Điền. Chữ cá thì ná. Cá không phải là trường âm đâu. Anh L chấm dưới. Ê T chấm dưới á. Chữ T chấm dưới. Cái chữ đó là T không chấm dưới cũng được. Dạ. Cá thì ná hả chị? Đó biết được hai cách. Chữ đó hả? Có từ chân dưới cũng được, còn không cá hay ca thì ok.
chi trường âm. Rồi. Ở đây mình sẽ dùng một cách thứ tư. Có còn ai biết nữa không? Dạ còn một số câu nữa sư. Ramano Samanamha Sikhan Uganhami Uganhami Sikhan. Là gì? Câu đó là gì? Ai biết cái đó là gì? Hầu như là Sikhan. Sikhan là học. Hả? Không biết. Uganhami là học rồi, còn Sikhan học nữa là sao? Là Sikhan là cũng học á. Câu đó là sao? Ai biết câu đó? Muốn nói lại gì? Muốn biết gì là mà biết câu đó? Học và thực hành nữa thưa sư. Ừ. Học và thực hành. Dạ. Câu đó sửa lại đi. Và câu Pramano Samanang Sikhan Ugan Hami. Câu đó bị trùng. Biết không? Bây giờ sát. Sau đó sát. Aramangui Samad. Chúng tôi vào chùa để nghe pháp. Cái câu chúng tôi vào chùa để nghe pháp, ở đây chúng ta thấy là nếu mà mình không nhận ra cái chữ sáu ná là danh động từ đó, thì cái chữ nghe pháp ở đây mình sẽ chia nó ở đôi cách. Còn nếu mà mình nhận ra nó là danh động từ thì nên chia nó ở cách thứ tư. Thực ra trong trường hợp này đôi khi người ta cũng không có bắt lỗi, nhưng mà nếu mình biết rõ thì mình biết nó ở cách thứ tư, còn nếu mình không biết rõ thì mình biết nó cách thứ hai. Trường hợp này thì hầu như là nhiều khi người ta cũng xí xó nó, tại có nhiều danh động từ nó sử dụng phần tí lâu như là một danh từ. Nên đôi khi cái lỗi này người ta không bắt cái này. Nếu mình học cao á, học cao thì người ta có thể bắt mình, tức là Bali ở trình độ cao thì người ta có thể bắt mấy cái này, tại người ta bắt buộc mình phải nhận ra được cái danh động từ. Sở dĩ mình học thông thường thì ta cũng bỏ qua. Có còn ai biết không? Dạ thưa sư đã hết rồi. Ý của Trần Văn Điền còn câu hay gì nè? Upasaka Puttasa Thamman Ugan Hanti đó. Anh có phiên bản câu đó, sư sửa lại câu đó đi. Thì cái câu trên nó không sư? Upasaka không sư? Upasaka ông của Trần Văn Điền á, tôi có tới Trần Văn Điền á là Upasaka Uthasa Thamman Ugan Hanti. Ở đây đúng đúng câu này nè. Đúng là câu này nè. Câu này mình coi coi làm sao này. Các sĩ nam học pháp, học pháp với gì? Nhưng mà câu này là dùng cổ thì mới đúng. Học pháp của Đức Phật hả? Nếu mà anh dạy mới được chứ giờ để dùng cách thứ tư thì câu này dùng cách thứ tư không được. Dạ.
cái chữ Puttasa này học pháp của Đức Phật hoặc là học pháp từ Đức Phật. Cách thứ năm hoặc cách thứ sáu. Cách thứ năm hoặc là cách thứ sáu. Ở đây cái câu này thì cách thứ sáu. Cách thứ sáu mình chưa học. Cái này không phải cách thứ tư. Cho nên câu này không sử dụng được. Sẽ có phước do sự bố thí về trì giới. Dusa lo chene hi rupani pasanti. Con người nhìn sắc. Lo na là con mắt hả? Nghe kéo quần hai cao lên coi chừng dắt con. Chữ lô chân á là gì? Ai biết câu đó? Dạ, nhìn sắc bằng mắt đó thưa sư. Bằng mắt không? Dạ. À, bằng mắt, đúng rồi đó, thì là được đó. Là mình sử dụng được cách thứ ba. Manusia. Biết cái ai chưa biết tập biết hay biết cho được người câu. Câu thăm mát xá này tạm bỏ câu này cái đi. Tại câu này mình chưa sử dụng được. Câu này mình học bài sau nữa mình mới sử dụng được. Câu này hả sư? Câu dưới nè. Mát xá sáng. Câu đó biết thì đúng. Mà vì cách thứ 6 mình chưa có học. Cho nên để cách thứ 6, khi mình học cách thứ 6 xong mình sẽ biết câu đó. Đây là câu của cô Phước Duyên. Chữ Arame á con không nắm được nó sẽ Arame ở chùa. Arame. Anh lấy gì? Cái bạn nghe pháp ở chùa. À, nghe pháp ở tại chùa. Dạ. Ở đây thì sử dụng được cách thứ ba. Số năm tí chữ N này có chấm dưới. Copy ở trên xuống đi, nãy có N là chấm dưới đánh được. Số năm tí tại chùa. Ở đây nếu mình học cái câu cách thứ bảy xong thì mình sẽ thêm được cách thứ bảy. Nhưng mình chưa học cách thứ bảy thì mình không tính, mình chỉ tính cách thứ nhất với cách thứ ba, cách thứ hai được ba cách. Thường một câu mình sử dụng được ba cách là nhiều. Câu ngắn ngắn như vậy thì sử dụng ba cách. Ai thử biết sử dụng được bốn cách đây? Để suy nghĩ một câu biết được bốn cách thôi. Biết dài tí cũng được. Anh ấy đến chùa để cúng dường vật thực cho chư tăng. Ai biết được biết thêm đi. Còn mấy phút nữa này.
coi như mà ôn lại bài luôn đó. Biết được mấy cái này là cáo tử mình nhớ cách, nhớ cái bảng chia. Hay mình cũng nhớ bảng chia là mình biết cái này không được. Anh bấm thì anh. Dạ. Mấy dần. Mấy dần, ok chị. Rồi. Đà nề ná. Đà nề ná. Đà nề. Đà nề ná chá. Chị chá đi, chị chá. Si lê ná. Chá nữa. Si, chị si hay si. Si ná. Quân nhân. Có được là lá lá phan tú hay gì lá phan tí nhưng mà chỉ ở má giang lá phan má lá phan tí má lá phan tí hay gì phan má chứ má giang mà phát tí chữ A cơ chữ A lá pha rồi bỏ chữ chát đi bỏ chữ chát đó này mình cũng mới sử dụng được cách thứ ba. Sẽ viết một câu và sử dụng được cả bốn cách nè. Bốn cách. Trần viết một câu đi Trần. Mê lúc chùa. Tôi đi đến chùa cúng dược bằng xe. Tôi đi đến chùa bằng xe để cúng dược bậc thật. Đến chưa ta? Được 4 cách. Bằng xe. Nếu mà bốn cách thì xem thánh bấm nè. Tôi đi đến chùa bằng xe máy. Chữ xe máy mới viết một câu bốn cách. Tôi đến chùa bằng xe máy để cúng dường bằng thật đến chưa ta là bốn cách luôn. Sư mới cho câu mẫu đó chị. Cùng với chư tăng đã đem xuống. Như nam cùng với các tín nữ. Tăng. Đã cúng dường vật thực đến chư tăng thì là bốn cách rồi, cách thứ nhất, cách thứ hai, cách thứ ba, cách thứ tư, thấy không? Nãy giờ không thấy ai biết được câu nào. Nãy giờ suy nghĩ sư cũng giống giống mà chưa ra giống như sư. Biết thử đi. Ví dụ mà biết cách khác thử lại, cách khác thử lại nó ra không? Tôi đi đến chùa bằng xe gắn máy để cúng dường bậc thật đến chư tăng cũng bốn cách. Tôi đến chùa A Hằng khánh là bấm A Hằng này. Được rồi chị. Sang khách xá. Yeah.
Aharang. Không biết chính xác. Ủa sự thật là đúng rồi, cái câu chơi nó đem xuống bu chê. Ủa, nếu mà mẹ được phải, phải làm chủ bu chê. Bu chê trong, nếu mà nhập cái được 4 cách rồi. Tông chưa có học đó chị? Học rồi. Rồi rồi lớp 1. Rồi xe gắn máy nha anh. Mít chú chắc cá. Mít chú chú quýt, chú quý á. Giờ 2 chi. Chú hả? Không, chữ 2 chữ chi á, 2 chữ. Ê. Chú ú. Cắt chắc cá, chữ ca. Ê. Chữ cờ. Không, bởi chữ cờ đi. Trước rồi mẹ tới chữ cá. Chữ á. Chữ chú. Chữ ca. Rồi thêm chữ á nữa. Giờ y dài. Vú. Ú. Ghê ná. Aramang. Giờ cắt đi, Aramang. Cái cha mí a ra kìa. Giờ rồi em thấy là để em điều chỉnh. Cái cha rồi. Rồi xem, có nó 4 cách luôn. Ừ, cái đó là 4 cách được. Rồi ai biết được biết thêm đi. Thêm tí nữa thì nghỉ, 5 phút nữa. Mấy cái câu này lưu lại được không các Khánh? Dạ được, chúc con sẽ gửi file này cho Trân để Trân gửi cho mọi người luôn. Bác xin lời. Cảm ơn con. Dạ thưa sư. Dạ thưa sư. Xin hoan hỷ cho con cái bản copy PDF giáo trình Pali 2 được không sư? Dạ. Con có gửi email message và email của con cho sư hoặc là thấy rồi. Sư gửi lên chat box không được. Ừ. Dạ. Con cảm ơn sư. Rồi còn ai nữa không? Còn ai biết nữa không? Dạ, hiện tại là hết rồi sư. Sư cái này phải thuộc danh từ hết rồi mới làm đặt câu được sư ơi. Thì câu thứ 2 rồi không? Trả nghiến 2 rồi. Dạ. Đâu phải viễn một đâu mà. Trời ơi, ít nhất là cũng phải nhớ được một số danh từ rồi. Dạ. Học hết viễn một không nhớ à? Này là phải học tới học làm cách này phải nhớ một số danh từ. Cho nên bây giờ học lại viễn một đó là ôn từ từ lại. Rồi cũng phải xem trước để chúng ta học viễn 2 được. Tại viễn 2 này là chúng ta tập viết câu rồi được rồi. À, khi mình học về 8 cách đó là sao? Xong là mình tập viết câu được. Rồi kèm theo với những bài học ở viễn 1. Tại chúng ta viết những câu ngắn khoảng 4 từ, 5 từ, 6 từ là được. Rồi bây giờ nếu mà... Câu 4 cách thì nó ngắn, còn nhiều cách ấy, 7-5 cách thì dễ viết câu nhiều hơn. Thì nếu không còn gì nữa gì mình hồi hướng lại nghỉ ha. Rồi mời cô Phước Duyên đi. Dạ. Buổi học đến đây là kết thúc ạ. Xin mời cô Tịnh Hạnh
thay mặt lớp học kinh hội hướng phước của chư thiên, xin mời cô Tịnh Hạnh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sang Kha, dạ. Con xin nguyện chân sơ, con xin thay mặt cô chú học viên trong room hội hướng phước báo của học hôm nay đến chư thiên. Akasatha japoma thani wa naga mahitika Quân nhãn nô anumodam cho chi răng ra khán thư xa xa nam Akasatha japoma thani wa naga mahitika Quân nhãn nô anumodam cho chi răng ra khán thư nô garo Akasatha japoma thani wa naga mahitika Bốn nhãn nô anumodan cho chi răng ra khán thu nhà ta yô akasattha cha phom ma tha di qua na ga ma hi thi ca Bốn nhãn nô anumodan cho chi răng ra khán thu pa ni nô akasattha cha phom ma tha di qua na ga ma hi thi ca Bốn nhãn nô anumodan cho chi răng ra khán thu pa ni nô akasattha cha phom ma tha di qua na ga ma hi thi ca Bốn nhãn nô anumodan cho chi răng ra khán thu nô sa đam idang vat na nô bốn nhãn asava khaya va hằng hô tu anagate kale sa thu sa ta thu sa sa thú để buổi học đến đây thúc bạn chúng con xin kính thiên sư đã dành thời gian để giảng dạy ạ. Chúng con kính chúc sư nhiều sức khỏe và an vui ạ. Và lớp này xin mời lớp nghỉ ạ.